Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 118. Không tồi, Thiên Cơ lão nhân gật đầu, khen ngợi nói, đồ nhi, con quả nhiên có thiên phú hơn người. Vi sư dùng vài vạn năm mới lĩnh ngộ được thời gian đóng băng, không ngờ. Chỉ vài ngày ngắn ngủi con đã ngộ ra rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đây đã là thứ con học chậm nhất rồi ạ. Trước đây, anh hầu như chỉ cần học trong vòng một giờ. Thiên Cơ lão nhân sửng sốt, gì cơ? Không có gì, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Thiên Cơ lão nhân cũng không hỏi thêm nữa, giơ tay khắc vài phù văn vào hư không, hiện tại con đã lĩnh ngộ được thuật thiên cơ, vi sư sẽ dạy con cách dự đoán tương lai. Hãy ghi nhớ những phù văn này, tập trung tinh thần, suy nghĩ về người mà con muốn dự đoán. Lời nói vừa dứt, đôi tay Thiên Cơ lão nhân bấm quyết, hư không trước mắt không ngừng dao động. Cuối cùng, một bức tranh hiện ra trước mắt, trong tranh hiện lên một người đàn ông đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Lục Linh Nhi, cô ta đang ôm chiếc bụng lớn của mình trông rất hạnh phúc. Người đàn ông trong ảnh vậy mà lại là Diệp Bắc Minh. Vãi, sư phụ, đây là thế nào? Diệp Bắc Minh ngỡ ngàng. Thiên Cơ lão nhân khẽ khịt mũi, đây là hình ảnh mà ta đã nhìn thấy khi dự đoán trước tương lai cho Linh Nhi, rốt cuộc là như thế nào, vi sư làm sao mà biết được. Khóe miệng Diệp Bắc Minh khẽ giật, được rồi, tiếp theo phải dựa vào con thôi. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, thoát khỏi dòng thời gian đóng băng. Diệp Bắc Minh lập tức khắc lên mấy đạo phù văn mà Thiên Cơ lão nhân vừa nhắc tới, trong đầu nghĩ đến cha mẹ mình. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt. Trong ảnh, ở một thung lũng vô cùng rộng lớn, có một bức tường đá khổng lồ cao hàng vạn mét. Trên tường đá có khắc những phù văn của quỷ tộc xa xưa. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam đang cầm tay nhau bước đi. Đây là hình ảnh cha mẹ trong tương lai, sao cha mẹ mình lại xuất hiện ở đây? Diệp Bắc Minh kích động N, hình ảnh tương lai có bọn họ, tức là họ bây giờ vẫn rất an toàn. Chỉ cần mình tìm được nơi này, đợi họ là được. Tiếp tục dùng thuật thiên cơ hình ảnh chuyển qua Liễu Như Yên và Đạm Đài Yêu Yêu. Hai người đều mặc cùng một loại trang phục, có đồ đằng của Luân Hồi Tông. Hai vị sư tỷ quả nhiên ở trong Luân Hồi Tông. Hai người đang ngồi bắt chéo chân. Cách đó không xa có một bà lão, chính là người mà Diệp Bắc Minh đã nhìn thấy trong tâm trí của Tô Cuồng. Đột nhiên, bà lão mở mắt, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, cậu vậy mà lại biết thuật thiên cơ. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giật mình, ánh mắt trầm xuống, chính là bà đã đưa hai vị sư tỷ của tôi đi. Đến Luân Hồi Tông, dùng phép tắc luân hồi đổi lấy hai sư tỷ của cậu đi, bà lão cười đầy thâm ý, cậu trở về, tôi sẽ đợi cậu. Hình ảnh biến mất, lông mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt vào nhau. Sau đó lại nghĩ, ít nhất thì hiện tại hai vị sư tỷ đều an toàn. Tiếp tục dùng thuật thiên cơ. Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình, Long Khuynh Vũ, Vương Yên Nhi. Bóng dáng của mọi người xuất hiện trong hình ảnh, nhìn thấy tất cả đều an toàn, Diệp Bắc Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tìm theo manh mối trong hình ảnh là có thể tìm thấy họ. Xem thử Nhược Tuyết, không biết cô ấy ở thần giới thế nào rồi, trong lòng Diệp Bắc Minh nghĩ. Hình ảnh lại thay đổi. Một thanh kiếm khổng lồ sừng sững giữa quảng trường, trực tiếp đâm vào. Tận sâu bầu trời, phía sau quảng trường là một cung điện cổ kính trải dài vô tận, trên quảng trường tụ tập rất nhiều người. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, đây là đâu, Nhược Tuyết rời khỏi biên giới của hai giới rồi sao? Rầm, trong hình ảnh có một cỗ kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ cuộn trào, Hạ Nhược Tuyết trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy. Hình ảnh tan vỡ, biến mất, có chuyện gì xảy ra? Diệp Bắc Minh sửng sốt, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Hình ảnh của người được dự đoán biến mất, có hai trường hợp. Một là, giống như bà lão vừa rồi, có người hiểu thuật thiên cơ can thiệp. Thứ hai, người được dự đoán chết. Mẹ kiếp, Diệp Bắc Minh chửi thề một câu, vậy chẳng phải có nghĩa là Hạ Nhược Tuyết sẽ chết sao? Dưới tâm trạng kích động, anh trực tiếp rời khỏi thời gian đóng băng. Hướng Lily, Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng ba người ngỡ ngàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiên cơ lão nhân nhìn qua, đồ nhi, con sao thế? Sắc mặt lại khó coi như vậy. Diệp Bắc Minh nhanh chóng nói, sư phụ, vừa rồi con dự đoán được tung tích của một vị hồng nhan, hình ảnh đó lại đột nhiên tan vỡ. Sắc mặt thiên cơ lão nhân thay đổi, ngưng trọng nhìn Diệp Bắc Minh, đồ nhỉ, hình ảnh dự đoán tan vỡ, người được tiên đoán sẽ chết. Diệp Bắc Minh thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Một cơn giận dữ lập tức bùng nổ. Rầm rầm, sỏi đá xung quanh lập tức biến thành bột phấn. Đồ nhi, con đừng xúc động, tất cả đều có thể thay đổi. Con nhìn thấy sự việc sẽ xảy ra ở tương lai, trước khi nó xảy ra thì con vẫn có cơ hội ngăn cản,
Thiên Cơ lão nhân vội vàng an ủi. Cho ta xem hình ảnh con vừa nhìn thấy, vi sư nói không chừng biết nó ở đâu. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, ngưng tụ thần lực, một hình ảnh hiện ra trước mắt, thanh thần kiếm khổng lồ xuyên thủng bầu trời, phía sau quảng trường có rất nhiều cung điện, trông vô cùng uy nghiêm hùng vĩ. Thiên Cơ lão nhân ngây ra, Thương Khung kiếm tông. Diệp Bắc Minh kích động, sư phụ, người biết nơi này sao? Sắc mắt Thiên Cơ lão nhân có chút quỷ dị, Thương Khung kiếm tông là một trong 10 tông môn đứng đầu biển hỗn độn, thanh kiếm cắm sâu vào bầu trời này quá bắt mắt rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn vào manh mối trong hình ảnh, có lẽ là đang tổ chức nghi lễ truyền thừa. Đồ nhị, vị trí kỳ này của con không đơn giản. Có thể có được truyền thừa của Thương Khung kiếm tông. Diệp Bắc Minh lo lắng nói, sư phụ, Thương Khung kiếm tông ở nơi nào? Ở phía bắc biển hỗn độn, chính là phạm vi của gia tộc Tử Kim Hoa, đồ nhi con có chắc chắn muốn đi không? Sắc mặt Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc. Cho dù là núi đao biển lửa, con cũng phải đi một chuyến. Lời nói vừa dứt, ầm ầm, một tiếng động lớn kinh thiên động địa vang lên, không khí phía trên Thiên Cơ môn rung động, một cỗ tà khí khổng lồ từ tứ phía quét tới. Trong không gian xuất hiện hàng chục vết nứt, hơn 10 bóng người từ đó bước ra. Những người này trong tay đều ôm một tảng đá lớn màu đen, tất cả tập hợp lại với nhau. Lập tức, một tảng đá có đường kính 100 mét lơ lửng trên không trung. Mở, đám người này đồng thời hét lên, thần lực vô tận truyền vào trận truyền tống. Một cánh cửa không gian khổng lồ xuất hiện, đám người giống như thủy triều xông ra, bao phủ toàn bộ bầu trời, đến một con kiến cũng không chui lọt. Một đội quân hàng triệu người của gia tộc Tử Kim Hoa dàn trận trên hư không. Một thanh niên mặc áo choàng màu tím bước ra, trong mắt là hàn ý vô tận, Diệp Bắc Minh, cuối cùng cũng tìm được mày rồi. 5 ngày, trọn vẹn 5 ngày, mày biết 5 ngày này tao đã trải qua như thế nào không? Mày đánh gãy đôi chân của tao, giẫm tao dưới chân, không đêm nào tao ngủ được. Không nhìn thấy mày chết trước mặt tao, tao không thể ngủ được. Uông Hoàn Vũ đứng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Lần này, tao xem mày có còn tiêu diệt được đại quân của gia tộc Tử Hoa Kim tao không? Bắt lấy hắn, lời vừa dứt, hư không lại dao động một lần nữa, hàng trăm bóng người lao xuống, người này, Luân Hồi Tông ta phải có được. Uông Hoàn Vũ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên mặc mãng bào cùng một ông lão cụt một tay đang đứng trước mặt hàng trăm cường giả Luân Hồi Tông. Cả hai đều ở cảnh giới đạo tôn trung kỳ, hơn chục đạo tổ cùng hàng trăm đạo quân. Sư phụ, phải làm thế nào đây? Nghe Hoàng Hoàng sợ hỏi. Thiên Cơ lão nhân liếc Diệp Bắc Minh một cái rồi lắc đầu, đừng sốt ruột. Tùy cơ ứng biến là được. Giọng nói của Uông Hoàn Vũ vang lên, hai vị tiền bối, tên tiểu xúc sinh này là kẻ thù của tôi. Mặc kệ hôm nay có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải áp giải hắn về gia tộc Tử Kim Hoa, khiến hắn muôn đời vạn kiếp không trở mình được. Xin hai vị tiền bối hãy nể mặt tôi, đợi ngày khác tôi nhất định sẽ tới Luân Hồi Tông tỏ lòng thành kính. Gã đàn ông mặc mãng bào tỏ vẻ khinh thường, gia tộc Tử Kim Hoa không có bất kỳ thể diện nào trước mặt Luân Hồi Tông. Người này Luân Hồi Tông chúng ta muốn chắc rồi. Cho các người thời gian 10 hơi thở, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta ông. Trong mắt Uông Hoàn Vũ xẹt qua một tia phẫn hận, nhìn thấy người đàn ông mặc mãng bào nở nụ cười khinh miệt, được, hảo hán không ăn thiệt trước mắt. Uông Hoàn Vũ chỉ đành lạnh giọng hạ lệnh, chúng ta đi. Đợi khi người của Uông Hoàn Vũ rời khỏi, gã đàn ông mặc mãng bào mới hạ mi nhìn xuống. Cậu chính là Diệp Bắc Minh, theo chúng ta trở về Luân Hồi Tông thôi. Giọng điệu có phần thờ ơ giống như mệnh lệnh vậy, nếu tôi không làm theo thì sao? Diệp Bắc Minh đáp, người đàn ông mặc mãng bào tựa hồ đã sớm biết câu trả lời của anh, khóe miệng vẽ lên ý cười trêu chọc, không đi. Vậy phiền cậu phải chịu ít thiệt thòi rồi, cậu nói thử xem nếu tôi đánh gãy tứ chỉ, rồi phế bỏ đan điền của cậu. Hay là đập nát miệng cậu, rồi phá bỏ kinh mạch toàn thân đây. Nói đoạn lại lắc đầu, thôi bỏ đi, vẫn là tiến hành cùng lúc vậy. Giữ lại thần hồn của hắn ta là được, làm đi. Hơn chục đạo tổ gần như bước ra cùng lúc, trong chớp mắt đã xuất hiện xung quanh Diệp Bắc Minh. Hơn chục loại vũ khí sắc bén bổ xuống, chuẩn xác ngoan độc nhắm tới phần đầu, tim, đan điền và các vị trí yếu hại khác trên người anh. Mỗi một đao chém xuống đều cực nhanh. Diệp Bắc Minh không nén nổi kinh ngạc, bọn hắn vậy mà cũng biết phép tắc thời gian, tuy rằng chưa tiến tới giai đoạn thời gian đóng băng, chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ nhất là lĩnh vực tăng tốc. Nhưng lại nhanh hơn tốc độ của đạo tổ bình thường rất nhiều. Lúc này ra tay có thể giết chết vài người, nhưng bản thân Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ bị những người còn lại làm bị thương. Anh cấp tốc lùi bước, bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay tán loạn,
trên mặt đất mở ra hơn chục vết nứt đáng sợ. Hơn 10 đạo tổ dậm chân lấy đà, vọt thẳng về phía Diệp Bắc Minh đang rút lui kia. Một gã để râu quai nón vòng ra phía sau Diệp Bắc Minh, vũ khí trong tay quét thẳng vào cổ anh, nhóc con, tốc độ của cậu rất nhanh, nhưng tốc độ của chúng tôi còn nhanh hơn. Chết đi, một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh dùng một động tác cực kỳ quái dị ngoảnh đầu lại. Khoảnh khắc gã đàn ông quai nón chạm mắt với anh, giống như nhìn thấy thần chết bò lên từ địa ngục vậy. Không kìm được dùng mình, chỉ thất thần trong giây lát, cần cổ đã truyền tới một cơn đau nhói. Đầu lìa khỏi cổ mà bay cao, thi thể rơi phịch xuống đất, những người còn lại không kịp cảm thấy ngỡ ngàng thì Diệp Bắc Minh đã chủ động phản công, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay chém xuống một đạo tổ ở bên cạnh. Tiếng rồng ngâm vang vọng, tên đạo tổ kia chỉ cảm thấy một con huyết long nghiền ép xuống khiến hắn bất giác phải vươn tay lên để ngăn cản. Xương máu nổ tung, cẩn thận phía sau chấn ngục quét ngang, a, à, một tiếng hét thê lương vang lên, kiếm càn khôn gặt hái được thêm máu tươi của ba người. 11 tên đạo tổ còn lại khiếp sợ nhìn nhau, rút lui. Diệp Bắc Minh bước đến đuổi theo, muốn đi, để lại mạng đã, anh bắt kịp họ gần như ngay lập tức, một kiếm hiên ngang vung tới. 11 tên đạo tổ còn lại đồng thời xoay người, trong mắt lộ ra tia cay nghiệt nồng đậm, nhóc con, mày mắc bẫy rồi. 11 món vũ khí như nhận được hiệu lệnh, đồng loạt đâm về phía Diệp Bắc Minh. Cho dù Diệp Bắc Minh ra tay cũng không thể chém giết toàn bộ 11 người này cùng lúc. Cho dù bản thân họ có bỏ mạng thì cũng nhất định phải khiến Diệp Bắc Minh tổn thương nặng nề. Ba tên đạo tổ hóa thành làn xương máu dưới kiếm càn khôn chấn ngục. Còn vũ khí của 8 tên còn lại giữ nguyên thế công xuyên thẳng qua cơ thể anh, máu tươi lập tức nở rộ. Anh Diệp, Hướng Lily, Lục Linh Nhi, Nghề Hoàng thất thanh kêu lên. Đồ Nhi, mí mắt Thiên Cơ lão nhân co giật điên cuồng. Gã đàn ông mặc máng bào cười thằng nhãi này đã không kiên trì nổi yếu cợt, hai chúng ta còn chưa ra tay mà thực sự không hiểu nổi hắn làm thế nào sát phạt được cả một đội quân của gia tộc Tử Kim Hoa, cho dù là 1 triệu con lợn cũng sẽ không dễ dàng bị làm thịt như vậy. Giọng điệu đầy bấn cợt. Không ổn, ông lão cụt một tay ở bên cạnh nhìn Diệp Bắc Minh chòng chọc. Hả, gã đàn ông mặc máng bào cau mày, đưa mắt nhìn sang theo. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, con người này đã răng đầy tia máu, muốn giết tôi. Ông cảm thấy có khả năng đó sao? Một tên đạo tổ cười gắn, nhãi con, kiếm của lão phu đã đâm xuyên đan điền của mày, mày ắt hẳn phải chết. Chờ đã, đây là nơi nào? 8 tên đạo tổ kinh hãi phát hiện ra bản thân vậy mà lặng yên không tiếng động bị đưa tới một không gian khác. Dưới chân là một bệ cao hình tròn có đường kính khoảng 100 mét. Một nửa trắng, một nửa đen, giống như họa tiết song ngư trong thái cực, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi. Đạo đài luân hồi, 8 tên đạo tổ hãi hùng hít ngược một hơi khí lạnh. Kiếm càn khôn chấn ngục nhanh chóng quét tới. 8 cái đầu bay thẳng ra ngoài, hòa thành một đám sương mù đẫm máu trong không trung. Thân thể Diệp Bắc Minh khế chấn động, vũ khí đâm vào cơ thể liền bắn ngược ra ngoài, đinh một tiếng rơi xuống đạo đài luân hồi. Vết thương lập tức được chữa lành. Hay lắm nhóc con, Thiên Cơ lão nhân tán thưởng. Hướng Lily, Lục Linh Nhi, Nghề Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này, gã đàn ông mặc máng bào ngẩn người. Ông lão cụt tay phía sau cũng sửng sốt không kém, đây chính là đạo đài luân hồi sao? Theo như truyền thuyết thì trên đạo đài này, chỉ cần thần lực không tiêu hao sạch sẽ liền có thể trường sinh bất tử. Chẳng trách vài vị lão tổ lại coi trọng hẳn như vậy, nếu đem thần thông này trở lại Luân Hồi Tông, thì trong biển hỗn độn này còn ai có thể là đối thủ của Luân Hồi Tông nữa đây? Trong mắt ông ta xẹt qua tia tham lam mãnh liệt, cùng nhau ra tay đi, chớ để mình rơi vào phép tắc lĩnh vực của tên này. Gã đàn ông mặc máng bảo trầm giọng, hẳn là vô địch trong phạm vi 100 mét của phép tắc lĩnh vực, chúng ta cứ hành động bên ngoài là được. N rồng. Tới gã đàn ông mặc máng bào dậm chân, liền có 9 con rồng đất lao ra khỏi mặt đất, vọt về phía đạo đài luân hồi. Bụp, trong chớp mắt, 9 con rồng đất đồng loạt phun trào, Diệp Bắc Minh liền cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt trong trung tâm vụ nổ hạt nhân. 9 luồng năng lượng tàn sát bừa bãi quét tới, cho dù anh có uống cổ kim tủy đan cũng hoàn toàn không thể ngăn cản nổi sức mạnh của đạo tôn trung kỳ. Phun ra một ngụm máu, hung hăng ngã đập xuống đạo đài luân hồi. Ha ha ha, tôi biết mà. Sự vô địch của thằng nhãi này chỉ là giả thôi, chúng ta chỉ cần không tiến vào phép tắc lĩnh vực của hắn thì hắn sẽ bị chúng ta vờn tới chết, gã đàn ông mặc máng bào cười khoái trá. Ông lão một tay giơ tay lên rồi nắm lại, một thanh trường thương liền xuất hiện, dứt khoát ném ra ngoài. Trực tiếp đâm thủng trái tim của Diệp Bắc Minh, ghim chặt anh xuống đạo đài luân hồi. Thảm thương tới cực điểm, anh Diệp, đừng mài, Nghề Hoàng nghẹn ngào bật khóc, Hướng Lily cùng Lục Linh Nhi kinh sợ bịt chặt miệng.
Máu của Diệp Bắc Minh đã nhuộm đỏ cả đạo đài luân hồi, anh dùng hết sức lực rút thương ran vết thương nhanh chóng hồi phục. Nhưng nhìn bằng mắt thường thì sắc mặt anh vẫn có chút tái nhợt. Xem ra mỗi lần bị thương thì thần lực của hắn đều sẽ bị tổn hại rất lớn. Gã đàn ông mặc mãng bào cười gắn, Diệp Bắc Minh à, cậu còn có thể kiên trì được bao nhiêu lần nữa đây? Diệp Bắc Minh hai mắt đỏ ngầu, tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục, có gan thì bước lên đạo đài luân hồi đấu với tôi một trận. Lên đạo đài luân hồi. Ha ha ha, cậu tưởng tôi là đồ ngốc à, gã đàn ông mặc mãng bào cười nhạo nói. Tôi cứ ở bên ngoài chậm rãi đùa chết cậu đó. Rồng đất, ra đi. Năm ngón tay tóm vào trong không trung. Chín con rồng đất lại lao ra khỏi mặt đất một lần nữa, vọt thẳng lên đạo đài luân hồi. Rồi nổ tung, cuốn lên khói bụi mù mịt. Khi khói bụi tan đi, Diệp Bắc Minh quả nhiên lại khôi phục, nhưng thân thể lại lung lay trực đổ. Ngay cả lĩnh vực phép tắc cũng bắt đầu chớp tắt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ha 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 ha, gã đàn ông mặc mãng bào nhấc chân bước đến ngoài rìa lĩnh vực phép tắc. Ông lão một tay vội cảnh cáo, Kim Huynh, cẩn thận đó. Ông tốt nhất vẫn nên tránh xa lĩnh vực phép tắc của thằng nhóc này ra một chút, ngộ lỡ bị hút vào trong thì hậu quả khó lường. Gã đàn ông mặc mãng bào lắc đầu, Tưởng Huynh, ông lo lắng thái quá rồi đớ. Thằng nhãi này sắp không trụ nổi nữa rồi, hơn nữa tôi cách vùng giáp giới của lĩnh vực phép tắc còn hơn 10 mét. Nếu hẳn đột nhiên tấn công tôi vẫn có đủ thời gian để rút lui. Ông lão một tay thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Rồng đất, lên, rồng đất, nổ cho tai liên tiếp hơn chục đòn đánh tới tấp khiến Diệp Bắc Minh chật vật rơi vào thế bị động. Anh siết chặt kiếm càn khôn chấn ngục, giã rời khuỵu một gối xuống đạo đài luân hồi. Thần lực cơ hồ đã cạn kiệt, lĩnh vực phép tắc chập chờn không rõ, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Anh Diệp, Nghe Hoàng hớt hải xông tới muốn giúp đỡ Diệp Bắc Minh. Kiến hồi từ đâu tới vậy? Gã đàn ông mặc mãng bào rậm rậm chân, một con rồng đất tức khắc vọt lên từ dưới đất đánh mạnh vào ngực Nghê Hoàng, khiến cô ta bắn ngược ra xa. Phun ra một ngụm máu, lâm vào hôn mê. Nghê Hoàng, Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, tia máu hẳn lên con ngươi như muốn vỡ lìa. Ha 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 ha, Tưởng Huynh ông đứng ở xa như vậy làm gì? Mau tới nhìn xem L, gã đàn ông mặc mãng bào vẫy tay, ông mau lại đây nhìn tên nhãi này xem. Vẻ mặt phẫn nộ này thực sự rất thú vị. Ông lão một tay không đáp, chỉ đứng đó cau mày suy ngẫm. Ông ta luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn ở đây. Nhưng, Diệp Bắc Minh đã bị thương nặng, không lẽ còn có thể gây ra bước ngoặt gì? Suy nghĩ một lát ông ta liền tiếp cận phạm vi lĩnh vực phép tắc của anh. Gã đàn ông mặc mãng bào chỉ còn cách lĩnh vực phép tắc tầm 10 mét. Vì lý do an toàn, ông già cụt tay vẫn giữ khoảng cách xa hơn, duy trì khoảng 30 mét. Tưởng Huynh, ông cũng quá thận trọng rồi đó. Gã đàn ông mặc mãng bào lắc đầu thích thú. Ông lão cụt tay liếc xuống ống tay áo trống không của mình, nói, trước đây lão phu đã suýt chết vì không đủ đề phòng. Cánh tay này mất chính là vào lúc đó, lão phu không tái tạo lại cũng là để nhắc nhở bản thân mọi lúc. Vừa dứt lời, một giọng nói mang đậm mùi chết chóc vờn qua tai ông tai, vậy ông nên cẩn thận hơn một chút đi. Cái gì? Ông lão cụt tay thầm kêu không ổn. Tiếp đó, môi trường xung quanh ông ta cùng gã đàn ông mặc mãng bào đột một thay đổi đáng kể, cả hai vội cúi đầu nhìn xem. Đầu không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh, hai người họ vậy mà đã đứng ở trên đạo đài luân hồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta rõ ràng đang ở bên ngoài, gã đàn ông mặc mãng bào biến sắc. Mồ hôi ông lão cụt tay đổ như mưa, phạm vi ảnh hưởng của lĩnh vực phép tắc mở rộng rồi, cho nên đạo đài luân hồi cũng lớn hơn. Phạm vi của đạo đài luân hồi này từ 100 mét tăng lên thành 130 mét. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, chúc mừng, ông trả lời đúng rồi. Nhãi con, thần lực của mày đã. Câu nói này của gã đàn ông mặc mãng bào còn chưa hết câu. Diệp Bắc Minh đã trực tiếp lấy ra một viên đan dược. Quy Linh Đan, hai người bàng hoàng nhận ra. Diệp Bắc Minh một ngụm nuốt xuống. Toàn bộ thần lực trong cơ thể lập tức khôi phục. Ông không phải rất thích hành hạ người khác sao? Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh băng, tiếng gầm của rồng vang vọng, chín con huyết long nổ tung. Chín con huyết long nện mạnh lên người gã đàn ông mặc áo bào, ông ta vội vàng dùng hết sức lực chống cự, năng lượng bùng nổi. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, lại có chín con huyết long khác ập tới. Sau hơn 10 hiệp, thể lực của gã đàn ông mặc áo bào đã suy kiệt, một mỗi tấc da thịt trên người đều bị vụ nổ của huyết long xé nát. Thảm hại nằm vật xuống đất, Diệp Bắc Minh, mày. Con huyết long cuối cùng đập xuống, gã đàn ông mặc áo bào liền hóa thành xương máu. Kim Huynh, ông lão cụt tay sợ đến mức gan mật thắt lại. Đạo đài luân hồi có thể khiến chủ nhân khôi phục vô hạn vết thương,
thậm chí ngay cả dũng khí tấn công Diệp Bắc Minh cũng đã bay sạch. Ra tay chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ. Cậu Diệp, có gì từ từ nói. Còn chưa nói xong, kiếm càn khôn chấn ngục, đi. Diệp Bắc Minh quát một tiếng. Kiếm càn khôn chấn ngục bay thẳng ra ngoài. Cậu, ông lão cụt một tay méo mặt kinh hoàng, vội vã ra tay phản kháng. Nhưng hoàn toàn không cản nổi thế công của kiếm càn khôn chấn ngục. AI bị kiếm càn khôn chấn ngục găm chặt xuống đạo đài luân hồi, toàn bộ xương cốt như muốn nổ tung. Điều khiến ông ta càng ghê sợ là thanh kiếm dường như mang một loại sức mạnh thần bí đang cấp tốc rút cạn máu tươi cùng sức sống của ông ta. Đừng, tôi là trưởng lão của Luân Hồi Tông, cậu không thể giết tôi. Ông lão một tay bám lấy tia hy vọng cuối cùng. Lúc này ông ta thực sự hoảng sợ tưởng trưởng lão. Hàng trăm đệ tử của Luân Hồi Tông đứng bên ngoài run sợ chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ trong chớp mắt ông ta đã biến thành một cái xác khô. Diệp Bắc Minh tùy tiện phất tay ấn xuống liền hóa thành bột phấn. Anh giơ kiếm, một bước xông vào trong đám người, bây giờ đến lượt các người rồi. Các đệ tử của Luân Hồi Tông có chết cũng không ngờ tới bản thân vậy mà có ngày luân lạc trở thành mục tiêu bị truy giết của người khác như vậy. Một lát sau, toàn bộ đệ tử của Luân Hồi Tông nối bước nhau ngã xuống. Đội quân của gia tộc Tử Kim Hoa tưởng chừng đã rời đi từ lâu nhưng trên thực tế chỉ rút lui hàng trăm dặm. Một màn hình pha lê khổng lồ hiển thị rõ nét mọi thứ xảy ra ở Thiên Cơ Môn. Hai đạo tôn trung kỳ vậy mà cũng chết thảm dưới tay hắn. May mà bổn công tử thông minh, nếu không người nằm ở đó chính là mình rồi. Thằng nhãi này đúng là quái vật. Giọng nói của Uông Hoàn Vũ có chút run rẩy. Một người bên cạnh hỏi, đại công tử, người của Luân Hồi Tông đều đã bị tiêu diệt, bây giờ sẽ không còn ai tranh cướp với chúng ta nữa. Hay là ra tay bắt lấy Diệp Bắc Minh. Bốp, Uông Hoàn Vũ thẳng tay quăng tới một bạt tai, há miệng chửi té tát, mẹ nó. Ông cũng muốn tôi chết có đúng không? Ông tự tin như vậy thì tự mình đi đi, đừng xui giải tôi. Đại công tử, người đàn ông che mặt tỏ vẻ uất ức, giải tán, trở về gia tộc báo cáo lại cho vài vị lão tổ những chuyện đã xảy ra ở đây, thằng nhãi này. Không phải là người tôi có thể đối phó được, Uông Hoàn Vũ không muốn chết, cũng tự hiểu rõ tình huống trước mắt. Diệp Bắc Minh quay lại chỗ mọi người, hỏi, Nghê Hoàng thế nào rồi? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Nội tạng và tim đều vỡ nát hết cả rồi. Sống không nổi nữa, con nhóc này quá bốc đồng, vậy mà vì con ngay cả đạo tôn cũng dám chống lại. Khốn kiếp, Diệp Bắc Minh lửa giận ngập trời phun ra một câu chửi thề. Những chiếc châm bạc trong tay không ngừng hạ xuống, thậm chí anh còn lấy ra hai viên quy linh đan nhét vào miệng Nghê Hoàng. Thiên Cơ lão nhân nhìn anh một cái thật sâu, vừa rồi nó đã uống một trong hai viên quy linh đan ở đại hội thiên đan trên đạo đài luân hồi. Bây giờ lại lấy ra hai viên. Người đồ đệ này của mình rốt cuộc đã luyện chế được bao nhiêu viên quy linh đan đây? Khụ khụ, uống xong quy linh đan, mí mắt Nghê Hoàng khẽ giật. Vừa mở mắt ra khóe miệng liền trào ra một lượng lớn máu đen, anh Diệp, anh không sao thì tốt. Hoàng Nhi, liền, an tâm rồi, đầu nhỏ ngoặt ngang, hoàn toàn mất đi ý thức. Nghê Hoàng, Diệp Bắc Minh giống lên một tiếng, tôi không cho phép em chết. Ôm Nghê Hoàng với thân thể mềm nhũ vô lực, xương cốt toàn thân đã vỡ vụn. Một đòn của cảnh giới đạo tôn, với thực lực của Nghê Hoàng chưa biến thành xương máu đã may mắn lắm rồi. Diệp Bắc Minh quay đầu lại nhìn Thiên Cơ lão nhân, sư phụ, nơi này không thể ở lại lâu, người của Luân Hồi Tông có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Con cần một nơi an toàn để chữa thương cho Nghê Hoàng. Được, đi cùng tan Thiên Cơ lão nhân biết, Diệp Bắc Minh là đang muốn cứu người. Mặc dù ông ta không biết đồ nhi của mình rốt cuộc có thủ đoạn gì, nhưng ông ta vẫn lựa chọn tin tưởng. Đưa Diệp Bắc Minh đến nơi sâu nhất của Thiên Cơ Môn, khởi động một trận truyền tống đã bị bỏ hoang. Nửa tiếng sau, mọi người xuất hiện ở trong một thung lũng sâu. Động này là nơi năm đó vi sư lười luyện tập đến đây trốn, tuyệt đối không có ai biết được. Thiên Cơ lão nhân chỉ vào một hang động, đồ nhi, con mau đi cứu người, vi sư đảm bảo không có ai quấy rầy con. Cô Hướng, Linh Nhi, hai người canh gác ở đây, xem có cần giúp đỡ không. Hai người theo Diệp Bắc Minh vào trong hang động. Thiên Cơ lão nhân ấn vào một khối đá nhô ra ngoài, một trận pháp được kích hoạt để che đậy khí tức ở trong hang động. Sau khi vào trong hang động, Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy ra một khối mẫu thạch hỗn độn, đặt trên ngực của Nghê Hoàng. Khoảnh khắc tiếp xúc với máu thịt Nghê Hoàng, mẫu thạch hỗn độn tan chảy và lập tức dung hòa vào cơ thể Nghê Hoàng. Khí tức hỗn độn, Hướng Ly Ly mở to hai mắt, đây là mẫu thạch hỗn độn. Anh Diệp, vậy mà anh lại sở hữu vật này. Lục Linh Nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Bắc Minh. Mẫu thạch hỗn độn. Anh Diệp thế nhưng dùng nó để cứu Nghê Hoàng. Khí tức của mẫu thạch hỗn độn một khi truyền ra, toàn bộ biển hỗn độn sẽ trở nên điên cuồng mất.
Cái gì mà phần thiên chỉ diễm, quy linh đan, so sánh với mẫu thạch hỗn độn, chẳng khác nào rác rưởi. Đột nhiên, hừ hừ hừ, Nghê Hoàng bỗng run rẩy dữ dội, sức mạnh đáng sợ dao động, thân thể như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi, mẫu thạch hỗn độn không phải có thể hình thành lại máu thịt của cơ thể sao? Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, không hay rồi, quên không nhắc nhở cậu. Mẫu thạch hỗn độn có thể tái tạo lại cơ thể, nhưng chỉ có thể làm được khi ngưng tụ bằng máu tươi. Cơ thể của Nghê Hoàng chưa thật sự bị phá hủy hoàn toàn, cậu dùng mẫu thạch hỗn độn giúp cô ấy tái tạo lại thân thể, sức mạnh của hỗn độn sẽ phá vỡ cơ thể của cô ấy trước rồi mới bắt đầu ngưng tụ lại. Diệp Bắc Minh thầm than, sẽ có hậu quả như thế nào? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc, không có thứ gì có thể chống lại sức mạnh của hỗn độn, bao gồm thần hồn của Nghê Hoàng. Diệp Bắc Minh bị dọa cho giật mình, trong mắt vẫn lên tia máu, tiểu tháp, sao ông không nói sớm chứ? Bổn tháp không ngờ rằng cậu lại quyết đoán như vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nói, nhóc con, không còn thời gian nữa, bây giờ cậu dùng sức mạnh của mình để trấn áp sức mạnh của hỗn độn. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ được thần hồn của Nghê Hoàng. Không kịp nói thêm, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, sau lưng xuất hiện 9 con ma long, ma khí ngập trời hướng về phía Nghê Hoàng. Năng lượng của hỗn độn cảm giác được bị đe dọa, trực tiếp phản công. Rắc rắc, 9 con huyết long lập tức vỡ tung. Diệp Bắc Minh bị phản phệ, áp lực sót lại khiến anh bị văng ra xa, quần áo nát thành từng mảnh. Anh Diệp, hướng Ly Ly và Lục Linh Nhi kêu lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh. Tôi không sao, Diệp Bắc Minh lắc đầu, nhìn thấy Nghê Hoàng sắp bị sức mạnh hỗn độn xé nát. Anh bước lên lao tới phía trước, trực tiếp nhảy thẳng vào khí tức hỗn độn. Ôm lấy cơ thể của Nghê Hoàng, cùng nhau chịu đựng sức mạnh hỗn độn. Hướng Ly Ly và Lục Linh Nhi như hóa đá tại chỗ. Giây tiếp theo, sức mạnh hỗn độn trào ra, bao quanh thân thể hai người. Máu nóng dâng trào, cái này, anh Diệp sẽ không có chuyện gì đấy chứ, hướng Ly Ly có chút lo lắng. Lục Linh Nhi cau mày, nhìn chằm chằm vào khí tức hỗn độn, anh Diệp đến mẫu thạch hỗn độn cũng có, chắc chắn sẽ có cách cứu người. Chúng ta cứ đợi xem sao, anh ấy nhất định sẽ cứu được chị Nghê Hoàng. Đột nhiên, anh Diệp, tiếng kêu của Nghê Hoàng phát ra từ trong dòng không khí hỗn độn. Nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt xinh đẹp của hướng Ly Ly và Lục Linh Nhi đỏ hừng, bọn họ. Vậy mà, Bắc Hải, Thương Khung Kiếm Tông, một người với mái tóc đen như thác, làn da hoàn mỹ không tì vết. Đôi chân dài tuyệt đẹp không chút mỡ thừa, vòng eo con kiến, bộ ngực nở nang và vòng hông săn chắc đang ngồi khoanh chân dưới một thác nước khổng lồ. Ai, ra đây, Hạ Nhược Tuyết hé mở đôi mắt xinh đẹp, khẽ gầm lên một tiếng. Nhược Tuyết, là tôi đến thăm em đây. Một thanh niên ôn nhu như ngọc, trên miệng nở nụ cười ấm áp bước tới. Lục sư huynh, sao anh lại tới đây? Giọng nói của Hạ Nhược Tuyết bình tĩnh. Trong tay Lục Hách Tuyên là một hộp thức ăn, bên trong chưa đầy điểm tâm hảo hạng. Nhược Tuyết, tôi thấy em bế quan cực khổ, thế nên mang đến cho em một ít đồ ăn. Không cần, Hạ Nhược Tuyết trực tiếp lắc đầu, tôi nói rồi, trước khi bước vào cảnh giới nhập đạo, bất kỳ ai cũng không được đến làm phiền tôi. Lục sư huynh, phiền anh trở về. Lục Hách Tuyên cười nói, Nhược Tuyết, thật ra em không cần phải nỗ lực như vậy. 100 năm trước em gia nhập Thương Khung Kiếm Tông, mỗi ngày đều nghiên cứu kiếm đạo, gần như không ra khỏi cửa. Mặc dù thể kiếm tâm có thể rút ngắn thời gian tu luyện, nhưng chỉ với 100 năm em đã bước vào cảnh giới đạo tổ đỉnh phong, điều đó đã phá vỡ kỷ lục của Thương Khung Kiếm Tông rồi. Cảnh giới đạo tôn không thể cầu, sư huynh ta 8.000 tuổi đã là cảnh giới đạo tổ đỉnh phong rồi. Bây giờ đã gần 1 vạn tuổi rồi, vẫn đang kẹt ở đó. Đôi khi, nếu duyên phận chưa đến, thì không thể đột phá được. Có điều gần đây có một người tên là Diệp Bắc Minh, không những đạt được công thức luyện quy linh đan, còn luyện thành công nữa. Quay về ta sẽ tìm một viên quy linh đan, bảo đảm em có thể tiến vào cảnh giới đạo tôn. Lục Hách Tuyên nói, ánh mắt thâm tình nhìn Hạ Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, em cũng nên nghĩ về vấn đề cá nhân rồi. Hắn ta bước lên trước một bước, muốn nắm lấy tay của Hạ Nhược Tuyết. Em biết tâm ý của tôi mà, từ ngày đầu tiên gặp tôi đã thích em rồi. 100 năm rồi, lẽ nào em không thể cho tôi một chút cơ hội sao? Hạ Nhược Tuyết tránh khỏi tay Lục Hách Tuyên, đôi mắt đẹp trừng to, ai? Anh nói ai? Trong não cô hiện lên một bóng người mờ ảo, chính là Diệp Bắc Minh. 100 năm ở Thương Khung Kiếm Tông này, Hạ Nhược Tuyết gần như quên mất Diệp Bắc Minh, cũng quên mất quá khứ của chính mình. Ký ức trên trái đất sớm đã trở nên mờ mịt, chỉ trong mơ mới nhìn thấy người đàn ông đó, điên cuồng hết lần này đến lần khác cho đến khi gục ngã.
Hạ Nhược Tuyết thậm chí còn nghi ngờ nơi đó có thực sự tồn tại hay không. Hôm nay, nghe được tin tức của Diệp Bắc Minh, làm sao có thể không kích động chứ? Lục Hách Tuyên cười nói, đương nhiên là tôi rồi. Không phải, tôi đang hỏi về Quy Linh Đan. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu. Lục Hách Tuyên có chút thất vọng, đem chuyện xảy ra gần đây ở đảo rùa giải thích một lượt cho cô nghe. Diệp Bắc Minh may mắn giành được vị trí thứ nhất, trong tay có công thức của Quy Linh Đan, còn có dị hỏa phần thiên chi diễm. Đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết lấp lánh ánh sáng, gương mặt thanh tú vô thức hiện lên một nụ cười, bây giờ anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp Diệp Bắc Minh. Hồ Lục Hách Tuyên chưa bao giờ thấy biểu cảm như vậy ở Hạ Nhược Tuyết, không khỏi mê mẩn nói, Nhược Tuyết, em thật đẹp. Em muốn gặp hắn ta, e rằng có chút khó khăn đó. Hắn ta đắc tội Luân Hồi Tông, Đại Lâm Tự, gia tộc Tử Kim Hoa, các thế lực khác ở biển hỗn độn cũng đang truy tìm tung tích của hắn ta. Thằng nhóc này chắc chắn không sống được mấy ngày nữa. Chỉ cần hắn ta chết, công thức luyện Quy Linh Đan sẽ rơi vào tay một thế lực lớn nào đó. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ nghĩ cách lấy cho em một viên Quy Linh Đan. Nhược Tuyết, nói xong, hắn ta lại muốn nắm lấy bàn tay thon dài của Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhanh như một con thỏ, lao nhanh về phía ngoài nơi bế quan, tôi phải xuất quan, phải đi tìm anh ấy. Một tiếng sau, Hạ Nhược Tuyết đã tập hợp 10 vạn đệ tử của Thương Khung Kiếm Tông. 10 con thuyền gỗ vạn niên dương rời khỏi hỗn độn Bắc Hải lái về thế giới của Thiên Cơ Môn. Bên trong một trong những con thuyền gỗ vạn niên dương, Hách Tuyên à, vì một người phụ nữ con đến mức phải dốc hết sức như vậy sao? Lục Tả Xương cau mày hỏi. Lục Hách Tuyên cười đáp, bố à, theo đuổi phụ nữ luôn phải bỏ ra chút công sức mới được. Thật không dễ dàng gì mới có một việc khiến người phụ nữ lạnh lùng như băng, người lạ chớ lại gần như Hạ Nhược Tuyết cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Hạ Nhược Tuyết còn là thiếu tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông, mấy vị lão tổ rất coi trọng cô ấy. Chúng ta ngày thường đến gặp mặt lão tổ cũng khó như lên trời. Khóe miệng hắn nhếch lên ý cười nghiền ngẫm, bố, với thực lực đạo tôn trung kỳ của bố, chỉ cần giúp đỡ hạ gục Diệp Bắc Minh thì việc con trở thành người đàn ông của Hạ Nhược Tuyết cũng có khả năng nữa. Lục Tả Xương nhíu chặt mày kiếm. Hạ Nhược Tuyết sở hữu thể kiếm tâm, lại còn là thiếu tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông. Làm sao có thể dễ dàng bị chỉnh phục như vậy? Đứa con trai này của ông ta vẫn còn quá ngây thơ. Thôi được rồi, đi theo nhìn xem sao rồi nói, cho dù Hạ Nhược Tuyết không nhìn chúng con trai mình thì bắt Diệp Bắc Minh trở về Thương Khung Kiếm Tông cũng là công lớn. 3 ngày sau, bùm! Một âm thanh đè nén vang lên, cánh cửa đá trước mặt Thiên Cơ lão nhân chậm rãi hé mở. Mấy người Diệp Bắc Minh bước ra khỏi hang động. Hoàng Nhi tốt quá rồi, con bình an là tốt rồi. Thiên Cơ lão nhân kích động bước tới. Đảo mắt liền thấy gương mặt xinh đẹp của Lục Linh Nhi và Hướng Ly Ly đều đỏ bừng như trái đào, hô hấp có chút dồn dập. Hai đứa sao thế, có phải là ngột ngạt trong động lâu quá nên cảm thấy không thoải mái hay không? Thiên Cơ lão nhân thân thiết hỏi thăm. Hướng Ly Ly ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sư phụ, người đừng nói nữa. Lục Linh Nhi ngượng ngùng dậm chân. Suốt 3 ngày trời, họ đã nghe thấy những điều không nên nghe, làm thế nào? Cũng không ngờ tới hai người này có thể giày vò nhau đến như vậy. Có ý gì? Thiên Cơ lão nhân bối rối hỏi lại, Đồ Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh lúng túng sờ mũi, anh cũng không ngờ dòng khí hỗn độn sẽ khiến con người ta chìm vào trong một khoảng hỗn độn, chỉ sót lại bản năng nguyên sơ nhất. Đột nhiên, bọn họ ở đây, một thanh âm từ trên trời vọng xuống, lập tức thông báo cho tông môn. Sắc mặt Diệp Bắc Minh như phủ một tầng sương lạnh, còn dám tới. Đúng là ngại sống quá lâu mà, anh vừa định ra tay thì Thiên Cơ lão nhân đã lắc đầu ngăn cản, chờ một chút. Đồ Nhi, những người này hình như là người của Thương Khung Kiếm Tông. Thương Khung Kiếm Tông, Diệp Bắc Minh ngẩn người, là tông môn Nhược Tuyết đang ở. Vào lúc anh còn đang lơ đễnh thì vô số bóng người đã bay vụt qua không trung. Toàn bộ thung lũng bị bao vây kín kẽ tới giọt nước không lọt, một thanh niên vội vã lao tới phía trước đám đông, rũ mắt nhìn xuống, người chính là Diệp Bắc Minh. Người của Thương Khung Kiếm Tông ở đây còn không mau giơ tay chịu trói. Chính là Lục Hách Tuyên. Ngoan ngoãn giao Quy Linh Đan và dị hỏa ra đây, bổn công tử có thể bảo đảm cho ngươi một mạng. Nếu không, lời nói hùng tráng còn chưa dứt câu. Chồng ơi, thì một giọng nói đầy kích động đã vang lên. Âm thanh này là, dưới cái nhìn kinh ngạc của 10 vạn đệ tử Thương Khung Kiếm Tông, Hạ Nhược Tuyết trong bộ váy trắng như tuyết đã lướt qua không trung và đáp xuống trước mặt Diệp Bắc Minh. Nhẹ nhàng yếu đuối rơi vào vòng tay anh. Hai tay cô ôm chặt lấy eo anh, đầu vùi vào trong ngực anh, chồng ơi, thật sự là anh sao? Em nhớ anh lắm, chồng ơi anh biết không? Em chăm chỉ tu luyện chỉ để được gặp lại anh thôi. Em sẽ không còn là vật kéo chân anh nữa.
Trong vòng 100 năm em đã đột phá tới đạo tổ đỉnh phong rồi. Chồng ơi, bây giờ em là thiếu tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông, ai dám ức hiếp anh em sẽ kêu cả tông môn tiêu diệt hắn. Chồng ơi, anh có nhớ em không? Vị thiếu tông chủ lạnh lùng như tảng băng, luôn xa lánh người lạ, cũng chưa bao giờ mỉm cười với bất kỳ người đàn ông nào trong môn phái này lại hô to gọi nhỏ một gã đàn ông là chồng ngay trước mặt đám đông. Hơn nữa, giọng nói đó, ngữ điệu đó thực sự khiến ta phải tan chảy cả xương tủy. Trời ạ, tôi đang nằm mơ sao? Toàn bộ người của Thương Khung Kiếm Tông như hóa đá. Thiên Cơ lão nhân sửng sốt, hướng Lily trợn tròn mắt, Lục Linh Nhi há hốc mồm, Nghê Hoàng thì thừ người ra, Lục Tả Xương liếc con trai bên cạnh một cái. Sắc mặt Lục Hách Tuyên tối sầm, mắt như nổ đom đóm, bờ môi hẳn run cầm cập, xém chút thì tức giận tới mức ngất lịm. Không thể nào, tuyệt đối không thể, Hạ Nhược Tuyết, sao em có thể có người đàn ông khác? Là giả, đều là giả dối có đúng không, em đang lừa tôi. Diệp Bắc Minh ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Hạ Nhược Tuyết, khế cao mày, đây là ai? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, không liên quan, chỉ ba chữ ngắn gọn đã thành công đả kích Lục Hách Tuyên tới mức phun ra một ngụm máu. Trước mắt quay cuồng, cả người liền rơi từ trên cao xuống. Con trai à, Lục Tả Xương thấp giọng gầm một tiếng, một phát đón lấy Lục Hách Tuyên. Rồi lại nhìn Diệp Bắc Minh cùng Hạ Nhược Tuyết một cái thật sâu, sau đó quay người liền biến mất. Chồng ơi, họ là... Hạ Nhược Tuyết lúc này mới chú ý tới mấy người Thiên Cơ lão nhân. Diệp Bắc Minh lần lượt giới thiệu, đây là sư phụ của anh. Đây là Hoàng Nhi, cô Hướng và cô Lục. Hạ Nhược Tuyết cười dịu dàng, chào ba em gái. Nói xong lại khẽ nhéo eo Diệp Bắc Minh, anh đúng là không ngại nhiều người mà, lại lừa gạt được ba mỹ nhân rồi đúng không? Nghe giọng điệu thì em gái Hoàng Nhi này bị anh tóm được rồi, hai người còn lại thì vẫn đang trong quá trình phát triển. Diệp Bắc Minh khóe miệng giật giật. Lần này thực sự không phải thế. Em còn chưa đủ hiểu rõ anh sao? Hạ Nhược Tuyết chừng anh một cái, thân thiện bước tới nắm lấy tay hướng Lily cùng Lục Linh Nhi, hai em gái à, tên này luôn thích giả vờ vô tội. Thực ra trong lòng lại ôm tâm tư xấu xa, sau khi đánh cắp được trái tim của các em liền thích đi tìm những người phụ nữ khác. Hả, hướng Lily cùng Lục Linh Nhi hoảng loạn. Hạ Nhược Tuyết cười hì hì, nhưng các em cũng đừng sợ hãi, ít nhất anh ấy vẫn là một người có trách nhiệm. Được rồi. Đừng trêu chọc họ nữa. Trên đường tới đây em đã được nghe hết chuyện của đảo rùa rồi, chỉ cần Thương Khung Kiếm Tông còn thì Luân Hồi Tông, Đại Lâm Tự hay gia tộc Tử Kim Hoa gì đó đừng hòng động tới một cọng tóc của anh. Đi, theo em trở về Thương Khung Kiếm Tông. Gương mặt Hạ Nhược Tuyết tràn đầy kiêu ngạo giống như nữ hoàng thống trị thiên hạ. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, Nhược Tuyết, Thương Khung Kiếm Tông sẽ nghe. Theo lời em sao? Hạ Nhược Tuyết cười ngọt ngào, chồng à, em hiện tại là thiếu tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông. Mấy vị lão tổ kia đều rất xem trọng em, chỉ cần em tiến vào cảnh giới đạo. Tôn, tương lai chính là tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông. Anh với tư cách là người đàn ông của tông chủ còn có thể để mặc người khác ức hiếp sao? Trong một căn phòng sang trọng của Thương Khung Kiếm Tông, A.I.L.A.I. Lục Hách Tuyên vừa mở mắt liền đau khổ than khóc giống như lợn bị chọc tiết, là giả. Tất cả đều là giả. Bố, con chỉ là đang nằm mơ thôi đúng không? Hạ Nhược Tuyết vậy mà có đàn ông rồi. Cô ta sao có thể cư xử với tên đàn ông khác như vậy? Cô ta thật chủ động. Bố ơi, con chưa bao giờ thấy Hạ Nhược Tuyết chủ động với một người đàn ông nào như vậy. Bố ơi, nói cho con biết, con đang mơ phải không? Đạo tâm của Lục Hách Tuyên gần như đã đứng trên bờ vực sụp đổ. Trọn vẹn 100 năm, trong lòng hẳn chỉ chứa bóng hình của Hạ Nhược Tuyết. Bốp, Lục Tả Xương tát hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ giống lên, con có thể có chút tiền đồ hơn không? Đúng là thứ vô dụng, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, có gì tốt đẹp cơ chứ? Lục Hách Tuyên lại phun ra một ngụm máu, nhưng con thực sự rất thích cô ấy. Bố, con không cam tâm, kể từ ngày Hạ Nhược Tuyết gia nhập Thương Khung Kiếm Tông, con đã không chạm tới những người phụ nữ khác nữa. Đối tượng trong mỗi giấc mơ đều là cô ấy. Bố, con chỉ muốn cô ấy thôi. Lục Tả Xương không chút do dự cho hắn thêm một cái tát điếng người, con như vậy mà là thích cô ta. Con chỉ thèm muốn cơ thể của cô ta thôi. Lục Hách Tuyên bị đánh tới ngây ngốc, gào thét giống như phát điên, Diệp Bắc Minh, đều là lỗi của tên Diệp Bắc Minh đó. Chỉ cần hắn chết thì Hạ Nhược Tuyết liền thuộc về con rồi. Chết đi, chết đi, chết đi, bố, con muốn hắn phải chết. Lục Tả Xương cười tâu toét, không cần con yêu cầu. Hắn mang trên mình công thức của Quy Linh Đan, còn có cả dị hỏa phần thiên chi diễm. E rằng người muốn hắn chết không chỉ có con thôi đâu. Lão Phu bảo đảm. Thằng nhóc này sống không quá 3 ngày.
Sau khi trở lại Thương Khung Kiếm Tông, Hạ Nhược Tuyết bố trí ổn thỏa cho mấy người Thiên Cơ lão nhân xong liền ôm lấy Diệp Bắc Minh, trực tiếp kéo về nơi ở của mình. Khởi động trận pháp, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Là tôi nhìn nhầm rồi sao, thiếu tông chủ mang theo. Một người đàn ông về chỗ ở. Các đệ tử của Thương Khung Kiếm Tông đều chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía đệ tử vừa trở về kia. Các huynh đệ à, xảy ra chuyện gì vậy? Sao thiếu tông chủ lại đưa một người đàn ông trở lại? Tên đệ tử bị chất vấn kia đen kịt mặt giải thích, chúng tôi cũng không biết, sau khi tìm được tên nhóc này, thiếu tông chủ liền bổ nhào vào ngực hắn. Miệng kêu chồng ơi không dứt, hơn nữa trên đường trở về hai người họ vẫn dính chặt nhau không rời. Trời ạ, chồng của thiếu tông chủ, mẹ nó, thật hay giả vậy, toàn bộ đệ tử của Thương Khung Kiếm Tông đều choáng váng. Vô số người ngửa mặt lên trời hét lớn, là giả. Nhất định là giả, một cô gái thuần khiết như ngọc, lạnh lùng như băng như thiếu tông chủ sao có thể có đàn ông rồi cơ chứ? Thằng nhóc này là ai, tôi phải chiến một trận với hắn. Không thể nào, ha 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 ha, là giả, nhất định là giả. Vô số nam đệ tử mắt đỏ ngầu, không thể tiếp nhận sự thật này. Có nữ đệ tử thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bớt đi một đối thủ rồi. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết vừa trở về nơi ở liền cởi bỏ chiếc váy dài rộng thùng thình, cả người như treo trên ngực Diệp Bắc Minh, hỏi, chồng à, có nhớ em không? Trong suốt 100 năm qua, em luôn mơ về anh. Em còn tưởng rằng mọi chuyện trong quá khứ chỉ là một giấc mơ, sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa. Diệp Bắc Minh búng nhẹ chóp mũi cô, không phải anh tới rồi đây sao? Đúng rồi. Sao em lại tới Thương Khung Kiếm Tông? Hạ Nhược Tuyết chậm rãi giải thích, ban đầu, em ở lưỡng giới sơn của thần giới để lĩnh hội kiếm ý do các vị toàn năng từ thời cổ đại truyền lại, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì có một thanh thần kiếm thượng cổ phá không mà tới, chủ động lựa chọn em làm chủ nhân. Thanh kiếm thương khung này xé rách các thế giới không gian, trực tiếp đưa em tới Thương Khung Kiếm Tông. Vừa nhấc tay kiếm khung kiếm đã xuất hiện trong tay Hạ Nhược Tuyết. Hình dáng đơn giản với kết cấu tuyệt vời. Diệp Bắc Minh chỉ liếc một cái không khỏi khen ngợi, thật là một thanh kiếm tốt chồng ơi, kiếm tốt hay là em đẹp hơn. Hạ Nhược Tuyết nhoẻn miệng cười ngọt ngào, rồi nhào vào vòng tay của Diệp Bắc Minh, anh nhất định phải bồi thường cho em thời gian 100 năm này đó. 10.000 từ đã được lượt bớt, suốt một ngày một đêm, tên đàn ông lén rình bên ngoài nơi ở của Hạ Nhược Tuyết cũng không hề rời đi. Ở phía xa, Lục Hách Tuyên trốn ở một góc, hận tới răng hàm cũng sắp nứt vỡ, Diệp Bắc Minh. Mẹ nó, mày đáng chết, còn có tiện nhân Hạ Nhược Tuyết kia, một ngày một đêm. Các người vậy mà có thể, chết tiệt, các người cứ đợi đó. Lục Hách Tuyên phẫn hận rời đi. Ngày hôm sau, Hạ Nhược Tuyết vẫn không xuất hiện. Cho đến sáng ngày thứ ba, một nhóm đông nghịt người tu võ lũ lượt kéo tới ngoài cổng núi của Thương Khung Kiếm Tông. Giao Diệp Bắc Minh ra đây. Sau khi các thế lực lớn hay tin Diệp Bắc Minh đang ở Thương Khung Kiếm Tông lập tức đuổi tới nơi. Luân Hồi Tông, Đại Lâm Tự, Đế Nữ Các, Bá Tông, Đạo Tông, gia tộc Tử Kim Hoa. Còn có hàng ngàn thế lực tầm trung và nhỏ, hàng triệu người thu võ tràn vào. Như Thủy Triều, người của Thương Khung Kiếm Tông cũng bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi. Tông chủ, một lúc sau, chính là tông chủ Thương Khung Kiếm Tông Tôn Liên Thành xuất hiện, các vị đây là có ý gì? Lão Phu là Kim Đỉnh Phong của Luân Hồi Tông, Diệp Bắc Minh đã giết chết hai vị trưởng lão cùng hàng trăm đệ tử của Luân Hồi Tông ta. Một ông lão bước ra từ trong đám đông với ánh mắt lạnh băng. Hôm nay lão phu thay mặt cho Luân Hồi Tông mà tới, chỉ cần Tôn Tông chủ giao ra Diệp Bắc Minh, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Tôn Liên Thành đương nhiên biết chuyện Hạ Nhược Tuyết đem theo Diệp Bắc Minh trở về. Hạ Nhược Tuyết là người kế vị được các vị lão tổ nhìn chúng. Ông ta nào dám tùy tiện xen vào việc của người khác. Chỉ là không ngờ tới chuyện này sẽ thu hút nhiều thế lực kéo tới Thương Khung Kiếm Tông như vậy. Chỉ một Luân Hồi Tông, Thương Khung Kiếm Tông cũng không hẳn là sợ hãi. Nhưng nếu cộng thêm Đại Lâm Tự, Đế Nữ Các, gia tộc Tử Kim Hoa, còn có hàng nghìn thế lực lớn nhỏ khác. Nếu không cẩn thận, Thương Khung Kiếm Tông sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Tôn Liên Thành vội vàng đáp, xin các vị chờ một chút, cho bổn tông chủ chút thời gian. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Diệp Bắc Minh, mời mọi người tới quảng trường chờ. Một lát, dứt lời liền phi thẳng tới nơi ở của Hạ Nhược Tuyết. Trận pháp đã ngăn cản mọi thứ. Tham kiến tông chủ, đệ tử canh giữ bên ngoài nơi ở của Hạ Nhược Tuyết vội vàng tiến lên hành Tôn Liên Thành thức không có chỗ nói, Hạ Nhược Tuyết đâu? Một đệ tử run rẩy trả lời, khởi bẩm tông chủ, từ khi thiếu tông chủ đưa Diệp Bắc Minh vào trong từ 3 ngày trước, đến nay vẫn không có động tĩnh gì.
người ta đều đã dồn ép tới tận cửa rồi, cô ta còn có tâm sự yêu đương nữa. Tôn Liên Thành tức không nhẹ, rồi gầm lên một tiếng vào trong trận pháp, Hạ Nhược Tuyết, mau đi ra đây, bổn tông chủ có việc cần tìm cô một lúc sau, trận pháp mới biến mất. Diệp Bắc Minh cùng Hạ Nhược Tuyết tay nắm tay, chậm rãi sóng vai bước ra ngoài. Tại khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết, tất cả nam đệ tử của Thương Khung Kiếm Tông đều tan nát cõi lòng. Vẫn thuần khiết không tì vết như cũ, vẫn lạnh lùng người lạ chớ gần như vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là mái tóc đen được vấn cao lên. Tóc của phụ nữ khi được vấn cao cũng có nghĩa là đã có chồng. Tuy nhiên, khi Hạ Nhược Tuyết và Diệp Bắc Minh gặp nhau tại Long Quốc họ đã trao cho nhau lần đầu tiên. Nhưng cô là thiếu tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông nên cần phải bày tỏ cho mọi người biết thái độ của mình. Tôn Liên Thành thấy được sự thay đổi của Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên cũng ngỡ ngàng không thôi, lập tức mở lời, Hạ Nhược Tuyết cô nhìn chuyện tốt mà cô làm ra đít vô duyên vô cớ dẫn người trở lại, cô có biết việc này đã chuốc lấy phiền phức lớn thế nào cho tông môn không? Tông chủ, ông có ý gì? Hạ Nhược Tuyết cau mày. Ý gì? Tôn Liên Thành tức tới không nói ra hơi, người của Luân Hồi Tông, Đại Lâm Tự, gia tộc Tử Kim Hoa đều đánh tới nơi rồi. Cô có biết tên nhóc này đã gây ra bao nhiêu phiền phức không? Hắn vậy mà giết chết trưởng lão của Luân Hồi Tông. Đừng tưởng rằng có lão tổ bảo vệ thì cô có thể mặc sức làm loạn, cô đây là đang mang họa diệt vong tới cho Thương Khung Kiếm Tông. Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng đáp, tông chủ, người nào làm người ấy chịu trách nhiệm. Hạ Nhược Tuyết tôi chắc chắn sẽ không mang lại rắc rối cho Thương Khung Kiếm Tông, tôi sẽ đi giải thích với bọn họ. Tiếp đó, lại quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, đưa cho anh một chiếc nhẫn chứa vật, chồng ơi, trong này có rất nhiều đan dược và đá tinh thần. Anh rời khỏi Thương Khung Kiếm Tông từ cửa sau đi. Phần còn lại giao cho em. Tôn Liên Thành vội ngăn cản Diệp Bắc Minh, cô muốn thả hắn đi. Không được, Diệp Bắc Minh đương nhiên sẽ không rời đi, mà lắc đầu hỏi ngược lại, anh đi rồi em phải làm sao? Hạ Nhược Tuyết khế cười, có các vị lão tổ trấn thủ, bọn họ không dám gây khó dễ cho em đâu. Nào có chuyện để phụ nữ giúp mình chắn gió, để anh tự mình đi, Diệp Bắc. Minh nở nụ cười tự tin, nhưng anh... Hạ Nhược Tuyết có chút lo lắng. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, từ Long Quốc tới đây, em cảm thấy có gì có thể uy hiếp tới anh chưa? Hai mắt Hạ Nhược Tuyết sáng rực, thủ đoạn của người đàn ông của mình quá bí ẩn. Cho dù bản thân cô là cảnh giới đạo tổ thì vẫn không nhìn thấu Diệp Bắc. Minh như cũ, anh giống như một vực thẳm không đáy vậy. Được, nhưng mà em muốn đi cùng anh. Hạ Nhược Tuyết kiên quyết nói. Diệp Bắc Minh cũng không bàn cãi lại nữa. Anh nắm chặt tay Hạ Nhược Tuyết. Hai người đi thẳng tới quảng trường của Thương Khung Kiếm Tông. Khi bóng dáng hai người xuất hiện, hàng triệu ánh mắt đều dồn dập nhìn sang. Tham lam, hưng phấn, kinh ngạc mừng vui đủ các loại ánh nhìn lóe lên, giống như đang thấy một bảo vật quý hiếm biết đi vậy. Minh Nhi, anh Diệp, Thiên Cơ lão nhân, Nghê Hoàng, Hướng Ly Ly, Lục Linh Nhi hét lên. Diệp Bắc Minh nhìn tới liền sâm mặt, họ vậy mà bị người của Luân Hồi Tông khống chế và trói chặt bằng xiềng xích. Tông chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Nhược Tuyết có chút phẫn nộ hỏi, cô rõ ràng là đã sắp xếp an ổn cho họ. Tôn Liên Thành cười lạnh một tiếng, hừ, những tông môn này tới là để gây phiền phức cho Diệp Bắc Minh, tôi cũng phải thu xếp xoa dịu tâm trạng họ chứ. Ông, Hạ Nhược Tuyết thật sự bùng nổ lửa giận, cô vừa định nổi cơn. Diệp Bắc Minh, cuối cùng thì mày cũng ra mặt rồi, giết chết hai vị trưởng lão cùng hàng trăm đệ tử của Luân Hồi Tông, mày định cho chúng ta lời giải thích thế nào đây? Ánh mắt Kim Đỉnh Phong khóa chặt trên người Diệp Bắc Minh. Ông muốn thế nào? Diệp Bắc Minh thản nhiên đáp, Kim Đỉnh Phong xém chút giận quá hóa cười, tao muốn thế nào? Mày giết chết đệ tử của Luân Hồi Tông tao còn hỏi tao muốn thế nào? Thứ nhất, giao ra công thức của Quy Linh Đan. Thứ hai, giao ra dị hỏa phần thiên chi diễm. Thứ ba, theo tao về Luân Hồi Tông chịu phạt. Điều khiến tất cả ngạc nhiên là Diệp Bắc Minh vậy mà đồng ý, giao ra công thức của Quy Linh Đan. Phần thiên chi diễm cũng vậy. Cái gì? Mọi người đều ngơ ngác không hiểu. Hạ Nhược Tuyết nghỉ hoặc nhìn sang, chồng à, cha, thằng nhãi này đang ủ mưu gì vậy? Lục Hách Tuyên có chút bối rối, cái này đâu đi theo kịch bản đâu. Lục Tả Xương lạnh lùng liếc hắn một cái, là con lan truyền tin tức ra ngoài có đúng không? Cha, con không có. Lục Hách Tuyên hèn nhát không dám thừa nhận. Hừ, Lục Tả Xương thừa hiểu trong lòng, đừng tưởng rằng cha không biết, con muốn đối phó với Diệp Bắc Minh, có thể. Nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu còn gây phiền toái cho. Tông môn thì cha sẽ không tha cho con đâu. Cha có vô số biện pháp giết chết tên nhóc này. Vâng, Lục Hách Tuyên bực tức trả lời. Anh, hắn ta thực sự nguyện ý giao ra sao? Tiểu Long Nữ ngập ngừng hỏi. Long Chiến Vũ cau mày,
bị nhiều người dồn ép như vậy, hắn không còn cách nào khác. Thần nữ Thần Hy chống chiếc cằm thanh tú, khó hiểu nói, không có lý do gì cả, anh ta không giống kiểu người dễ dàng nhượng bộ như vậy. Thật vậy, Kim Đỉnh Phong có chút kích động, giọng nói cũng khế thay đổi. Diệp Bắc Minh đổi giọng, nhưng ông phải thả người ra trước. Kim Đỉnh Phong cười gằn, nhãi con, lão phu biết là mày muốn giở trò mày. Muốn lừa lão phu thả người trước, mày coi lão phu là đồ ngốc sao? Ông thông minh như vậy tôi có thể qua mắt được ông sao? Thấy biểu cảm vô hại này của Diệp Bắc Minh, Hạ Nhược Tuyết xì một tiếng, cảm giác này tựa hồ rất quen thuộc, lại sắp có người bị mắc bẫy rồi. Hai mắt Kim Đỉnh Phong lập lòe sự tính toán, gật đầu nói, cũng đúng. Trước mặt nhiều người như vậy, cho mày 10 lá gan cũng không dám lừa gạt lão phu thả người. Lạnh giọng hạ lệnh, thả mấy người Thiên Cơ lão nhân, Nghê Hoàng, Hướng Ly Ly cùng Lục Linh Nhi Red Minh Nhi, con thực sự muốn giao nộp ra Quy Linh Đan cùng dị hỏa sao? Gương mặt Thiên Cơ lão nhân ngập tràn vẻ sầu muộn, Diệp Bắc Minh mỉm cười, sư phụ, đồ nhi không giữ nổi chúng. Nếu mọi người đều muốn có nó, vậy đưa cho bọn họ thôi. Kim trưởng lão, nhận lấy. Diệp Bắc Minh nâng tay, không chút ngần ngại ném công thức của Quy Linh Đan cho Kim Đỉnh Phong. Ánh mắt chất chứa đầy tham lam của tất cả mọi người thoáng chốc đều rơi lên người Kim Đỉnh Phong. Cái này, Quy Linh Đan, thật sự là Quy Linh Đan sao? Đầu óc Kim Đỉnh Phong kêu ong ong, kích động tới mức nói không nên lời. Công thức Quy Linh Đan trong truyền thuyết giờ phút này thực sự đã nằm trong tay ông ta. Kim trưởng lão, đây thực sự là công thức luyện chế Quy Linh Đan sao? Xin Kim trưởng lão hãy để chúng tôi sao chép một bản. Kim trưởng lão ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất rồi, một khi giành được công thức Quy Linh Đan sẽ chia sẻ cho mọi người. Vô số người xông tới. Hơi thở của đạo tôn trung kỳ lập tức bùng nổ, đánh bật tất cả lùi lại. Kim Đỉnh Phong, ông muốn độc chiếm công thức Quy Linh Đan sao? Đôi mắt của vài ông lão sắc lạnh lại. Kim Đỉnh Phong không dám một mình chống đối lại đám đông, các vị đừng để thằng nhãi này lừa. Làm sao lão phu có thể chắc chắn rằng công thức này là thật đây? Mọi người lập tức im bặt. Đúng vậy, Diệp Bắc Minh dễ dàng giao nộp ra công thức Quy Linh Đan ra như vậy, ngộ lỡ là giả thì sao? Bọn họ trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh, quay ngoắt sang nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Diệp Bắc Minh nhún nhún vai, ông chắc hẳn là biết chữ đi. Dược liệu ông đều có chứ? Ông tại chỗ chuẩn bị thuốc, tôi luyện một viên Quy Linh Đan cho ông xem ông liền biết rồi. Mọi người giật mình kinh hãi. Luyện chế Quy Linh Đan tại chỗ, thằng nhóc này cũng quá ba hoa rồi chăng? So với đan dược thông thường, Linh Đan không chỉ yêu cầu một môi trường tuyệt đối yên tĩnh mà còn đòi hỏi đan sư phải tập trung tinh thần cao độ. Với hàng triệu võ giả đang có mặt, ai có thể chuyên tâm luyện chế đan dược nổi? Ánh mắt Kim Đỉnh Phong lóe lên, mày xác định. Đúng vậy, Diệp Bắc Minh quyết đoán gật đầu. Được, Kim Đỉnh Phong không nói nhảm nữa, lập tức chuẩn bị tất cả dược liệu đưa tới trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không nói hai lời, dứt khoát lấy ra đỉnh thái cực. Khoanh chân xếp bằng, bắt đầu luyện đan. Anh, hắn thực sự bắt đầu rồi, tiểu long nữ có chút kinh ngạc, rốt cuộc hắn có dự tính gì vậy? Long Chiến Vũ lắc đầu, anh cũng không biết, cứ xem tiếp đi vậy. Hạ Nhược Tuyết tiến lên một bước, kiếm thiên khung trong tay liền bắn ra một lá chắn bao bọc lấy Diệp Bắc Minh. Không chịu sự làm phiền từ bất kỳ yêu được rồi. Nửa giờ sau, Diệp Bắc Minh mở mắt, khoảnh khắc Hạ Nhược Tuyết giải trừ lớp phòng ngự, đỉnh thái cực đột nhiên bật nắp, bóng dáng của một con rồng vàng lập tức vọt ra ngoài rồi tiêu tan trong không trung. Dị tượng chân linh, thực sự là linh đan. Hiện trường lập tức vỡ ỏ ồ, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào đỉnh thái cực. Một viên đan dược màu đỏ như máu lơ lửng phía trên đỉnh. Kèm theo đó là những tiếng rồng gầm. Quy Linh Đan, trời ạ, thằng nhóc này thực sự luyện ra Quy Linh Đan gì còn gọi là thằng nhóc. Là Diệp Đại Sư, đám đông hoàn toàn sôi sục. Kim Đỉnh Phong kích động tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt già nua, quả nhiên là Quy Linh Đan. Làm sao có thể? Lục Hách Tuyên nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt Lục Tả Xương ngưng trọng, nhìn hướng nơi sâu của Thương Khung Kiếm Tông, nói, Tuyên Nhi, từ nay trở đi con tốt nhất vẫn nên gạt bỏ mọi sát ý gì. Nếu không cha cũng không cứu nổi con đâu. Cha, sắc mặt Lục Hách Tuyên tái nhợt như giấy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, cầm lấy Quy Linh Đan ném ra ngoài, Nhược Tuyết. Cầm lấy, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết đỏ lựng, bộ ngực trắng tuyết phập phồng dữ dội. Chồng à, đây thực sự là Quy Linh Đan có thể khiến đạo tổ đột phá tới đạo tôn sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, Quy Linh Đan vừa ra lò có hiệu quả tốt nhất. Ăn nó đi, chuẩn bị đột phá, anh sẽ hộ pháp cho em. Được, Hạ Nhược Tuyết đương nhiên biết đây là cơ hội ngàn năm có một, cho nên không chút do dự một ngụm nuốt lấy,
khoanh chân ngồi xuống. Một nguồn sức mạnh giống như sóng thần nháy mắt bùng nổ trong đan điền của cô, tràn vào tứ chi đến từng khớp xương trên cơ thể. Trong lúc chờ đợi Hạ Nhược Tuyết đột phá, Diệp Bắc Minh cũng không nhàn rỗi, mọi người chớ ngạc nhiên, tôi vừa giao ra Quy Linh Đan, không phải còn có dị hỏa sao? Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nhấc tay, phần thiên chi diễm bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Phần thiên chi diễm tôi cũng giao ra rồi, ai muốn thì tự mình giành lấy đi. Dứt lời, anh liền rút lui lại 100 mét, thực sự từ bỏ phần thiên chi diễm. Dị hỏa, vài ông lão của Hỗn Độn Long tộc nóng lòng muốn ra tay. Long Chiến Vũ vội ngăn bọn họ lại, đợi đã, có vấn đề. Mấy ông lão nuốt nước bọt khan, điện hạ, đây chính là phần thiên chi diễm đói. Long Chiến Vũ nghiêm nghị lắc đầu. Mấy ông lão kia lúc này mới dừng lại, đôi mắt xinh đẹp của thần nữ thần hy lóe lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt vô hại của Diệp Bắc Minh, anh ta rốt cuộc đang mưu tính gì đây? Đột nhiên, phần thiên chi diễm là của tôi. Một gã đàn ông cảnh giới đạo tổ với đôi mắt đỏ ngầu cấp tốc lao tới. Muốn chết, ánh mắt kim đỉnh phong thâm trầm, hung tàn quét tới một trường, đánh nát gã đàn ông đạo tổ kia thành xương máu. Đồng thời tiến lên một bước, vươn tay tóm về phía phần thiên chi diễm, chỉ có Luân Hồi Tông mới có tư cách có được phần thiên chi diễm. Một câu tuyên bố hùng hồn này còn chưa nói xong. A, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Khi lòng bàn tay tiếp xúc với phần thiên chi diễm, một bàn tay của kim đỉnh phong lập tức hóa thành cho bụi. Ngọn lửa đốt cháy cực nhanh lan về phía bả vêu không hay rồi. Trong mắt kim đỉnh phong xẹt qua nét sợ hãi, vừa muốn chặt đứt cánh tay phải của mình. Thì phần thiên chi diễm đột ngột dâng trào, nhấn chìm cả người ông ta vào trong. Á, đừng, trong tiếng hét đau đớn tột cùng đó, biến thành cho bụi. Kim đỉnh phong, chết, đám đông không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Cái này, con người của thần nữ thần hy co rụt lại. Mấy ông lão của Hỗn Độn Long tộc sợ đến tái mặt, điện hạ. Giọng nói vô hại của Diệp Bắc Minh lại vang lên, sao lại đều ngẩn người ra thế? Phần thiên chỉ diễm ở ngay trước mặt, các người mau lấy nó đi đi. Tên nhóc này cũng quá ác độc rồi. Mấy lão giả của Luân Hồi Tông nghiến răng, trong lòng dâng lên sự sợ hãi. Dị hỏa quả nhiên đáng sợ, cảnh giới đạo tôn chỉ động vào một chút thôi, vậy mà ngay cả cơ hội chặt đứt cánh tay cũng không còn. Lẽ nào vật này thật sự là phần thiên, có thể đốt cháy mọi thứ? Đám người nhao nhao nghị luận, để tôi thử, ánh mắt Long Chiến Vũ trầm xuống, chuẩn bị ra tay. Tiểu Long Nữ vội vã ngăn cản. Anh, không được mạo hiểm, dị hỏa này nhìn có vẻ rất nguy hiểm. Điện hạ, để lão nô thử xem. Một lão giả mình người đầu rồng của Hỗn Độn Long tộc lên tiếng. Lão giả này thân cao 3 mét, chỉ đứng đó thôi cũng mang tới cảm giác cực kỳ áp bức uy nghiêm. Càng quan trọng hơn, ông ta là một cao thủ cảnh giới đạo tôn trung kỳ. Tuổi thọ của lão nô chưa đến 10 năm, nếu may mắn thu được dị hỏa, cũng coi như đóng góp chút sức lực cuối cùng cho Hỗn Độn Long tộc ta. Long Chiến Vũ gật đầu. Dưới ánh nhìn của mọi người, lão giả đầu rồng thân người tiến gần tới ngọn lửa phần thiên chi diễm, một cỗ sức mạnh thuộc tính hỏa nhanh chóng ập tới. Ngưng băng quyết, lão giả đầu rồng há miệng, nước biển vô tận từ trong miệng trào ra, hướng thẳng về phần thiên chi diễm. Khoảnh khắc ông ta đến gần phần thiên chi diễm, vậy mà nó lại ngưng kết thành băng. Khiến phần thiên chi diễm đang cháy đóng băng trên hư không. Nhiệt độ của toàn bộ quảng trường Thương Khung Kiếm Tông đã giảm xuống dưới mức đóng băng. Thành công rồi sao? Đám người sôi sục, vẻ mặt ti si đầy lo lắng, đồ nhi, dị hỏa này của con thật sự đem tặng cho. Người khác sao? Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh, sư phụ, người đừng vội. Lão giả đầu rồng vui mừng khôn xiết, móng rồng lao ra muốn tóm lấy phần thiên chỉ diễm, chuẩn bị bắt lấy nó. Phần thiên chỉ diễm trên hư không đột nhiên bùng nổ, huyền băng vậy mà lại bắt đầu bốc cháy. Không, lão giả đầu rồng phát ra âm thanh đau đớn cuối cùng. Bị phần thiên chi diễm nuốt chửng, biến mất. Cái này, hàng trăm vạn võ giả trên quảng trường cứng đờ, nuốt một ngụm nước miếng, huyền băng vừa rồi, có thể đóng băng chết một người ở cảnh giới đạo tổ đấy. Thế mà lại bị phần thiên chi diễm đốt cháy. Phần thiên chi diễm này quả nhiên khủng bố, dị hỏa này quá tà ác, nếu không thu giữ nó sẽ mang đến tai họa cho nhân gian. Một âm thanh mang hơi hướng Phật giáo vang lên, đám người quay đầu, tám vị cao tăng của Đại Lâm tự bước tới. Trong tay mỗi người đều cầm một loại pháp khí, họ truyền vào đó một cỗ thần lực, nháy mắt kết thành một trận pháp. Phần thiên chi diễm bị nhốt bên trong trận pháp, dường như đang có dấu hiệu bị áp chế, không hổ danh là cao tăng của Đại Lâm tự, thủ đoạn quả nhiên rất cao siêu. Nhanh nhìn kìa, phần thiên chi diễm đã bị trấn áp. Vô số người mặt đỏ tía tai, trên mặt của tám vị cao tăng Đại Lâm tự lộ ra một nụ cười tự mãn, thu.
Tám người đồng thời ra tay, chuẩn bị đoạt lấy phần thiên chi diễm. Rầm, phần thiên chi diễm lại hung hãn phát nổ, trận pháp nháy mắt sụp đổ. Thậm chí, đến phù văn của trận pháp cũng bị đốt cháy. Phù văn này nối liền với thần lực của tám người, sau đó một màn khó tin xuất hiện. Phần thiên chi diễm men theo sức mạnh thần hồn của tám vị cao tăng, ngọn lửa lan đến thân thể họ, tám người nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng. Á, không, âm thanh đột ngột dừng lại. Cái này, đám người thật sự kinh hãi. Lục Hách Tuyên mồ hôi như mưa nói, cha, dị hỏa này quá quỷ dị, có khi nào do Diệp Bắc Minh kia giở trò sau lưng không? Lục Tả Xương tức giận đến mức bật cười, vật này nằm thứ ba trong bảng xếp hạng dị hỏa. Con tưởng là nói đùa sao? Đồng thời cùng lúc đó, giọng nói Diệp Bắc Minh mang theo chút lười biếng vang lên, không phải cao tăng sau khi chết đi đều có xá lợi gì đó sao? Sao tám người này không lưu lại di vật gì vậy? Diệp Bắc Minh cậu, đám người của Đại Lâm Tự gần như bị tức chết. Còn ai muốn phần thiên chi diễm không? Tự lên mà đoạt lấy nó, Diệp Bắc Minh nói. Trầm mặc, một sự im lặng đến vô tận. Không có ai dám ra tay nữa. Không biết qua bao lâu, một giọng nói thiên thần phá vỡ im lặng vang lên. Anh Diệp, thần hy muốn thử một chút, có được không? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, tùy cô thôi. Được, sau khi được sự đồng ý của Diệp Bắc Minh, thần nữ thần hy giơ ngón tay ngọc ngà lên, trong tay xuất hiện một cuộn tranh. Sau khi cuộn tranh được mở ra, bên trong đó vậy mà lại là một đại lục. Núi, sông, biển, sa mạc, bình nguyên, mọi thứ cần có đều có. Vạn Lý Sơn Hà Đồ, vật quý báu nhất của đế nữ các, thần nữ thần hy thế mà dùng đến vật này luôn rồi. Đôi mắt của hàng triệu võ giả bỗng chốc đỏ hoe. Một lão giả đỏ mặt tía tai nói, vật này là binh khí của đại đạo, nghe nói một cao thủ cao tầng của đế nữ các vất vả lắm mới chế tạo ra ni bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ này, tự tạo thành một tiểu thế giới có thể mang bên mình. Chỉ thấy, thần nữ thần hy điều khiển Vạn Lý Sơn Hà Đồ, một làn sóng dao động ập đến. Phần thiên chi diễm biến mất, đoạt được rồi sao, soạt, vô số ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào thần nữ thần hy. Đôi tay mảnh khảnh của cô ta cuộn Vạn Lý Sơn Hà Đồ lại, hướng về phía Diệp Bắc Minh cười duyên dáng, anh Diệp, dị hỏa này coi như thuộc về tôi rồi. Hy vọng cô có thể tiếp tục cười như vậy, Diệp Bắc Minh cười nói. Hửm, thần nữ thần hy cảm thấy có chút kỳ lạ, giây tiếp theo, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, không ổn rồi. Nhanh chóng ném Vạn Lý Sơn Hà Đồ ra, một cỗ năng lượng nóng bỏng quét tới. Vạn Lý Sơn Hà Đồ hóa thành cho bụi, một tia lửa bay tới, rơi xuống váy của thần nữ thần hy. Một làn khói bay lên, không, khuôn mặt xinh đẹp của thần nữ thần hy trở nên tái nhợt, giọng nói run rẩy, cô ta không chút do dự xé nát váy của mình. Vóc dáng yêu kiều lộ ra, mặc dù có thể che đi phần nào cơ thể, nhưng vẫn khiến cho đám đàn ông phải chảy máu mũi. Con mẹ nói mẹ kiếp, đây là thứ chúng ta có thể nhìn sao? Anh em, hôm nay đến đây không uổng công chút nào. Vô số võ giả nuốt nước miếng, bảo vệ thần nữ, đám nữ nhân của đế nữ các xông lên, vô số bạch liên bay ra ngoài, tạo thành một tấm màn che thoát ẩn thoe hiện. Giây tiếp theo, một chiếc váy màu hồng từ sau tấm màn cháy thành cho trong không trung. Mẹ nó, váy cũng cháy rồi. Lần này thần nữ thần hy chẳng phải không mảnh vải che thân à. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào tấm màn trắng. Ước gì mình có khả năng nhìn xuyên thấu. Còn nhìn, nhìn nữa ta sẽ móc hết mắt các người ran các nữ đệ tử của đế nữ các kêu lên. Nhưng vẫn không thể ngăn lại ánh mắt nóng bỏng của những người đàn ông có mặt. Người của đế các nữ lo lắng hỏi, thần nữ, người không sao chứ? Một lúc sau, giọng nói hổn hển của thần hy vang lên, ta. Không sao. May mắn thay chỉ là một tia lửa nhỏ, mọi người kinh hãi, chỉ là một tia lửa nhỏ, suýt chút nữa đã giết chết một thần nữ. Nếu hoàn toàn chạm vào phần thiên chi diễm, chẳng phải đến cho cốt cũng không còn sao. Chúng ta đi, thần hy trầm giọng nói, nữ đệ tử của đế các nữ kéo tấm màn, đi ra phía ngoài của thương khung kiếm tông. Đợi một chút, Diệp Bắc Minh bước lên trước, chặn lại đám người, dị hỏa đưa cho các người lại không cần. Không đưa thì ai cũng muốn cướp. Bây giờ, lại muốn đi, trên đời nào có chuyện tốt đến vậy? Thần nữ thần hy lạnh lùng nói, anh Diệp có ý gì? Diệp Bắc Minh giơ tay, mười mấy con huyết long xông ra, bao vây đám người của đế nữ các. Anh bước nhẹ ra phía trước tấm màn, nhẹ nhàng nắm lấy tay thần hy, đế nữ các nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Nếu không, tin rằng mọi người rất muốn nhìn thấy bộ dạng của thần nữ hiện tại như thế nào. Chỉ cần một lời không hợp, liền xé rách tấm màn che mỏng manh này. Con mẹ nó, cậu Diệp đúng là người tốt, anh Diệp nói nhảm làm gì, xé màn đi, cậu Diệp,
người tốt một đời bình an. Vô số võ giả kêu gào, hưng phấn đến cực độ. Diệp Bắc Minh, anh dám. Thần nữ thần hy nổi trận nôi đình. Diệp Bắc Minh cười lạnh, tôi không dám ư. Xoẹt, màn che hé ra một kẽ hở. Á, đừng mà, đừng, tôi cầu xin anh, đừng mà. Giọng nói của thần nữ thần hy run run, xém chút sợ hãi tới phát khóc. Anh Diệp, cầu xin anh đừng làm như vậy. Thông qua khe hở, chỉ thấy Diệp Bắc Minh đang ôm lấy hai vai thần nữ thần hy, gần như ngồi xổm trên mặt đất. Cả người cô ta đỏ lựng vì sợ hãi, hơi run lên. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần lại nhợt nhạt vô cùng. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, vậy nữ thần chuẩn bị bồi thường cho tôi như thế nào đây? Thần nữ thần hy nhấc tay, ném thẳng chiếc nhẫn chứa vật sang. Anh Diệp, đồ trong chiếc nhẫn này đều thuộc về anh, xin anh giơ cao đánh khẽ. Diệp Bắc Minh dùng thần niệm quét nhanh qua, có đủ loại dược liệu, binh khí, đá tinh thần. Được, Diệp Bắc Minh tùy ý tóm lấy, chặn lấy khe hở trên tấm màn. Đồng thời, vươn tay ném qua một bộ quần áo vào trong, mặc vào đi. Thần nữ thần hy cúi đầu nhìn, đây hẳn là quần áo của anh. Mùi đàn ông nam tính lập tức phả vào mặt, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ta thoát cái đỏ bừng. Cộng thêm việc cô ta hiện giờ không mảnh vải che thân, khiến cơ thể mỏng manh có một cảm giác dị thường. Cấp tốc mặc quần áo lên, rồi phất tay, màn che lập tức biến mất. Mặc quần áo xong rồi à, thật đáng tiếc, lại không nhìn thấy gì, chỉ còn lại tiếng hô hấp. Thần nữ thần hy lạnh lùng hỏi, tại sao lại giúp tôi? Tôi biết sự trong trắng rất quan trọng đối với một người phụ nữ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi chỉ là không có tố chất, chứ không phải không có nhân tính. Anh, đôi gò bồng đào tuyết trắng của thần nữ thần hy nhấp nhô dữ dội, hung ác chừng mắt nhìn anh một cái. Diệp Bắc Minh, anh đợi đó cho tôi. Bổn thần nữ còn chưa xong chuyện với anh đâu. Răng ngà nghiến chặt, xấu hổ dậm chân bỏ đi. Chúng ta đi. Các thế lực khác thấy vậy đều biết không thể tranh giành được phần thiên chi diễm, đang chuẩn bị quay người rời đi. Bầu trời bỗng kéo tới đầy mây đen, vô số tia sét thô to tàn bạo bất thình lình giáng về phía Hạ Nhược Tuyết. Là lôi kiếp, Hạ Nhược Tuyết sắp đột phá rồi. Trong mắt Diệp Bắc Minh xẹt qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui vẻ. Mọi người trong quảng trường nhanh chóng lùi lại khỏi khu vực này. Một khi tiến vào phạm vi độ kiếp thì phải cùng người đó trải qua sự dày vò vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Tuyết cũng đã mở mắt, kiếm thương khung xuất hiện trong lòng bàn tay. Một kiếm chém qua, lôi kiếp rền vang bị chôn vùi. Kiếm đạo của ta, vô địch thiên hại, màn che hé ra một kẽ hở. Á, đừng mà, đừng, tôi cầu xin anh, đừng mà. Giọng nói của thần nữ thần hy run run, xém chút sợ hãi tới phát khóc. Anh Diệp, cầu xin anh đừng làm như vậy. Thông qua khe hở, chỉ thấy Diệp Bắc Minh đang ôm lấy hai vai thần nữ thần hy, gần như ngồi xổm trên mặt đất. Cả người cô ta đỏ lựng vì sợ hãi, hơi run lên. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần lại nhợt nhạt vô cùng. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, vậy nữ thần chuẩn bị bồi thường cho tôi như thế nào đây? Thần nữ thần hy nhấc tay, ném thẳng chiếc nhẫn chứa vật sang. Anh Diệp, đồ trong chiếc nhẫn này đều thuộc về anh, xin anh giơ cao đánh khẽ. Diệp Bắc Minh dùng thần niệm quét nhanh qua, có đủ loại dược liệu, binh khí, đá tinh thần. Được, Diệp Bắc Minh tùy ý tóm lấy, chặn lấy khe hở trên tấm màn. Đồng thời, vươn tay ném qua một bộ quần áo vào trong, mặc vào đi. Thần nữ thần hy cúi đầu nhìn, đây hẳn là quần áo của anh. Mùi đàn ông nam tính lập tức phả vào mặt, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ta thoát cái đỏ bừng. Cộng thêm việc cô ta hiện giờ không mảnh vải che thân, khiến cơ thể mỏng manh có một cảm giác dị thường. Cấp tốc mặc quần áo lên, rồi phất tay, màn che lập tức biến mất. Mặc quần áo xong rồi à? Thật đáng tiếc, lại không nhìn thấy gì, chỉ còn lại tiếng hô hấp, thần nữ thần hy lạnh lùng hỏi, tại sao lại giúp tôi? Tôi biết sự trong trắng rất quan trọng đối với một người phụ nữ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi chỉ là không có tố chất, chứ không phải không có nhân tính. Anh, đôi gò bồng đào tuyết trắng của thần nữ thần hy nhấp nhô dữ dội, hung ác chừng mắt nhìn anh một cái, Diệp Bắc Minh, anh đợi đó cho tôi. Bổn thần nữ còn chưa xong chuyện với anh đâu, răng ngà nghiến chặt. Xấu hổ dậm chân bỏ đi. Chúng ta đi, các thế lực khác thấy vậy đều biết không thể tranh giành được phần thiên chi diễm, đang chuẩn bị quay người rời đi. Bầu trời bỗng kéo tới đầy mây đen, vô số tia sét thô to tàn bạo bất thình lình giáng về phía Hạ Nhược Tuyết. Là lôi kiếp, Hạ Nhược Tuyết sắp đột phá rồi. Trong mắt Diệp Bắc Minh xẹt qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui vẻ. Mọi người trong quảng trường nhanh chóng lùi lại khỏi khu vực này. Một khi tiến vào phạm vi độ kiếp thì phải cùng người đó trải qua sự dày vò vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Tuyết cũng đã mở mắt, kiếm thương khung xuất hiện trong lòng bàn tay.
Một kiếm chém qua, lôi kiếp rền vang bị chôn vùi. Kiếm đạo của ta, vô địch thiên hại kiếp nạn khung thương, bắt đầu. Một giọng nói vọng tới từ phía trên, ai đang ở trên đó? Mọi người có mặt giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, tại nơi sâu trong lôi kiếp xuất hiện một bóng người. Ánh mắt ông ta đạm mạc, giống như thiên để trên 9 tầng mây rũ mắt nhìn xuống chúng sinh, mang đến cho người ta một cảm giác chấn động vô cùng. Độ qua kiếp này, người có thể trở thành người kế vị của kiếm chủ Thương Khung ta, thất bại, tan thành mây khói. Cái gì, kiếm chủ Thương Khung, trời ạ, là thế hệ người sáng lập đầu tiên của Thương Khung kiếm tông, ông ấy vẫn còn sống sao? Mọi người ở quảng trường đều kinh hãi, người của Thương Khung kiếm tông cũng ngơ ngác, không đúng, đây không phải là kiếm chủ Thương Khung thật, mà là kiếm ý, mà ông ấy để lại, một khi có người có tiềm năng tiếp nhận được truyền thừa của ông ấy, kiếm ý của kiếm chủ Thương Khung sẽ hiện ra. Một ông lão của hỗn độn long tộc lên tiếng, người phụ nữ này muốn tiếp nhận truyền thừa của kiếm chủ Thương Khung. Ánh mắt mọi người u tối, rơi xuống người Hạ Nhược Tuyết. Khi tất cả còn đang trong cơn choáng váng, kiếm chủ Thương Khung đã giơ tay chộp lấy một tia sét, biến nó thành lôi kiếm rồi phóng thẳng về phía Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết cũng nhanh gọn quét tới một đường, kiếm khí liền tiêu tán. Kiếm chủ Thương Khung không hề dừng lại mà một hơi chém ra vô số kiếm ảnh che dập đất trời. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả người Hạ Nhược Tuyết đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn chật vật kiên trì như cũ. Khí thế của kiếm chủ Thương Khung càng lúc càng dâng cao, sát ý như nuốt trọn lấy toàn bộ quảng trường. Giết, sau một tiếng rít dài, một luồng kiếm khí khổng lồ liền nghiền ép xuống. Hạ Nhược Tuyết lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy cơ cực lớn, cô biết nếu tránh thoát được một kiếm này, bản thân có thể sẽ không sao. Nhưng chắc chắn cũng sẽ không nhận được sự chấp thuận từ kiếm chủ Thương Khung. Nếu không tránh thì khả năng rất lớn sẽ bỏ mạng tại đây. Diệp Bắc Minh cũng cảm nhận được hơi thở tử vong này liền thất sắc, không lẽ nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng của Hạ Nhược Tuyết mà mình nhìn thấy chính là cái này. Dù thế nào thì nếu Nhược Tuyết gặp nguy hiểm, thì cứ cứu cô ấy trước rồi nói sau. Diệp Bắc Minh hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào chỉ cần cứu được Hạ Nhược Tuyết, ngay cả khi việc truyền thừa bị gián đoạn. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Tuyết cắn chặt răng ngà, hét lên, Thương Khung kiếm quyết chiêu thứ nhất. Khung trời sụp đổi một kiếm chém ra, gió lốc cuộn lên bốn phía. Thần lực toàn thân cô được điều động, kiếm ý khắp trời cuộn trào, giống như bầu trời đổ sập về phía kiếm khí vạn trượng kia. Bụp, mặt đất rung chuyển, năng lượng kiếm khí khủng bố càn quét tới khiến gạch lát sàn xung quanh bị cuốn lên rồi hóa thành bột mịn trong chớp mắt. Đợi đến khi khói bụi tan đi, Hạ Nhược Tuyết mệt nhọc thở hổn hển. Khóe miệng trào ra một tia máu, cô cuối cùng cũng đỡ được một chiêu này. Tốt quá rồi. Hẳn là mình đã qua cửa khi ngăn cản được một kiếm mạnh nhất này. Cả người cô như bị rút cạn sức lực, phải dùng Thương Khung kiếm chống đỡ toàn bộ cơ thể. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một giọng nói vô cảm, qua cửa. Ai nói ngươi qua cửa rồi? Dứt lời chiêu thức thứ hai liền giáng xuống. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết co rụt lại, một chiêu này còn khủng bố hơn chiêu trước đó gấp trăm lần. Ngay cả những võ giả đã rút lui khỏi quảng trường kia cũng không khỏi dùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Một kiếm hủy diệt thế giới. Đây chính là thực lực của kiếm chủ Thương Khung sao. Chỉ là một hóa thân của kiếm ý đã khủng khiếp như vậy, nếu người thật còn sống thì không phải là muốn lật trời rồi sao? Giọng nói của đám đông run rẩy. Cũng có người lắc đầu, lần này Hạ Nhược Tuyết chết chắc rồi, đáng tiếc. Cô ta sở hữu thiên phú kiếm đạo cực cao. Hạ Nhược Tuyết chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như rơi xuống biển sâu vạn trượng. Cảm giác không thể phản kháng đó khiến cô tuyệt vọng cùng cực. Cộng thêm việc vừa thi triển ra một chiêu dốc toàn lực đã khiến cô bị thương không nhẹ, thần lực sót lại ít ỏi tới đáng thương, thì sao có thể chống cự được. Vào lúc đường kiếm hủy diệt kia sắp rơi xuống, giống như sắp xé nát Hạ Nhược Tuyết thành mảnh vụn, thì bỗng có tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, một năng lượng kiếm khí hoàn toàn khác biệt ập tới, vậy mà lại là một con huyết long. Một con huyết long dài hàng nghìn mét xà xuống, mạnh mẽ đụng độ với một kiếm hủy diệt kia. Bất cứ nơi nào nó càn quét qua, sự vật nơi đó đều hóa thành hư không. Năng lượng sao động, một bóng người lao vụt vào trong thiên kiếp của Hạ Nhược Tuyết, chắn trước người cô, chỉ để lại cho cô một bóng lưng vững chãi, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mặc kệ ông là kiếm chủ Thương Khung hay là ai, một đạo kiếm ý còn con cũng muốn giết người phụ nữ của tôi. Ông muốn chết sao, cực kỳ bá đạo, thằng nhóc này điên rồi à, hắn vậy mà dám xông vào thiên kiếp của cảnh giới đạo tôn. Phải biết là, nếu người ngoài xông vào thiên kiếp của võ giả thì phải trải qua lễ rửa tội cùng loại với người đó.
Nhìn khí thế của hắn chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới nhập đạo thôi, khác nào muốn vượt năm cảnh giới lớn để đối đầu với thiên kiếp của đạo tôn. Long Chiến Vũ trầm ngâm, nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh chôn mình trong thiên kiếp kia, thằng nhóc này sao dám. Cho dù là hắn ta cũng không dám làm như vậy. Gương mặt tiểu long nữ tràn đầy kinh ngạc, anh, hình như anh còn mạnh hơn hắn mà. Thiên Cơ lão nhân khàn giọng hét lên, đồ nhi, con đang làm gì vậy? Mau rời khỏi đó ngay. Anh Diệp, Nghê Hoàng như phát điên mà gào thét, hướng Ly Ly cùng Lục Linh Nhi đầy hoảng loạn, anh Diệp, mau ra ngoài đi mà. Thằng nhãi này không sợ chết sao? Lục Hách Tuyên bị dọa đến toàn thân run rẩy, có chút lạc giọng. Hạ Nhược Tuyết ngây ngốc nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh, chồng ơi! Anh, giây tiếp theo, cô mới phản ứng lại. Hai mắt đỏ ngầu hẳn đầy tia máu. Vội tiến lên tóm lấy bả vai Diệp Bắc Minh, điên cuồng gầm lên, đi anh đi mau lên. Đây không phải trò đùa đâu, anh mới chỉ là cảnh giới nhập đạo, sẽ chết đó. Diệp Bắc Minh ngoái đầu mỉm cười. Chỉ một thiên kiếp của đạo tôn còn con đã tính là gì? Anh nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay thon dài của cô ra. Dậm chân, thay vì rời đi, anh còn nghịch thiên mà tới. Cả người trực tiếp lao vào vực sâu trong thiên kiếp, Nhược Tuyết. Em đợi ở phía dưới đi, kiếm chủ Thương Khung, tôi giết cho ông xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.